Cùng với chuyển đổi số, nhân lực cũng là một trong những vấn đề khá được quan tâm trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. Là một trong những ngành đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, y học, dịch vụ, du lịch, v.v. Công nghệ sinh học đang được đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, phát triển cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên, nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực này hiện đang thiếu hụt trầm trọng. Công nghệ sinh học hiện đang được ứng dụng rộng rãi trong đời sống kinh tế như sản xuất thuốc, sản xuất công nghiệp, phát triển giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng công nghệ di truyền, xét nghiệm trong y khoa và xử lý môi trường. Cùng với sự phát triển của kỷ nguyên 4.0, ngành công nghệ sinh học cũng không ngừng phát triển và gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật trên thế giới. Tuy nhiên, tại Việt Nam, ngành này đang gặp nhiều bất cập khi chất lượng nguồn nhân lực hiện tại chưa đủ đáp ứng với nhu cầu chung của ngành. Theo các chuyên gia, để cải thiện tình trạng nhân lực không phù hợp như hiện nay, ngoài việc liên kết giữa các đơn vị đào tạo, các doanh nghiệp cũng cần phải trang bị thêm những phương pháp, kiến thức và kỹ năng khác cho các ứng viên, sinh viên để có thể theo kịp với xu hướng phát triển chung. Trong tương lai, các bạn kỹ sư ngành công nghệ sinh học không chỉ đơn thuần là biết cái kiến thức về công nghệ sinh học mà bạn còn phải biết cả kiến thức về xã hội nữa. Là cái xu hướng sắp tới là tăng cái tỷ lệ thực hành cho các bạn lên. Đồng thời là khoa sẽ gửi các bạn sang các doanh nghiệp cũng từ năm 1, năm 2 luôn để các bạn tiếp cận dần với cái môi trường nghề nghiệp sau này. Và một cái điều không thể thiếu được đó là kỹ năng ngoại ngữ và tin học. Trong thời đại công nghệ 4.0 như hiện nay, nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển mọi mặt. Chính vì vậy, nhà trường và doanh nghiệp cần nhanh chóng có những giải pháp kịp thời để cải thiện tình trạng thiếu nhân lực ở ngành công nghệ sinh học nói riêng và các nhóm ngành khác nói chung.